nhiều khi cái mận á mọi người, cây mận hồng này nè, không biết cái nguồn gốc ha, mình mua lại của đi chú gần nhà, chú Danny gần nhà, mình không biết nguồn gốc nhưng mà ăn rất ngon ha. Mùa trái đầu tiên nó không có quá ngon nhưng mà mùa trái thứ hai ăn rất là ngon luôn. Đây nè, trái về thôi nè, vừa nửa sống nửa chín nè, chín nó màu hồng nhưng mà mình ăn xanh về nó vẫn ngon nha mọi người. Bẻ thử nha, review thử cho cô chú anh chị xem nha. Có hột mà rất là giòn, thơm mùi mặn, cứng giòn nha, có một hộp thơm mùi mặn mà không có bị cát gì á, ngọt. Cái này thấy độ đường của nó cũng nhiều, khá là nhiều nha, nó bồng bồng lên chút có hộp nhưng mà nó xay trái mọi người. Tôi có cái cây mận này rất là xay trái nè. Cứ làm mà nắng nắng á, mình chạy đây mình hái vài trái mình ăn. Mình ăn hết chùm này. Chưa kịp chín cho mình ăn nữa. Hai cái đáp xin ơn cô chú anh chị các bạn. Mấy hôm nay trời quá nóng luôn nha. Nóng nhất trong hình như là 10 năm gần đây của Cali nha mọi người. Thì khu của mình á, của mình ở nhiệt độ á, ngày mai có thể lên tới 105 độ C luôn nha, 105 độ F luôn nha, Fahrenheit degree nha mọi người. Thì hôm nay mới có 98 độ á, mà mình tưới sáng đẫm rồi mà cây nó quằn quại luôn, nó không chịu nổi luôn nè, giao thân gỗ nè. Thấy ghê không? Cháy tùm lum. Đó, thì mấy cái này cô chú anh chị phải ở Nam Cali á, mình phải tưới sáng rồi tưới chiều luôn nha mọi người, tại vì nó bị ảnh hưởng tới 4 ngày sau lận, 3 tới 4 ngày sau nó mới hết lận. Nhiệt độ trung bình là ở khu mình ở thôi khoảng từ 95 cho đến 105 độ nha, thật là kinh khủng khiếp. Mấy năm nay mình chưa có gặp cái trường hợp này ha. Mặc dù mấy cây này để sát nhà luôn á nhưng mà nó cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều luôn mọi người. Đó, còn mấy cây để xa ra một chút á thì càng xa thì nó càng bị cháy nè, cây xoài nè bị cháy tùm lum luôn nè. Nhưng mà nhờ có mình tưới buổi sáng á nên nó cũng đỡ ha. Thì có một số loại cây nó bị ảnh hưởng nặng hơn nha. Có mấy cây mình để ra nắng nhiều quá đó, nó cháy lá nè, nó cháy vàng cái đốm đốm gì luôn nè. Tại vì sao vậy thì cô chú anh chị biết là ở Cali của mình nó khí hậu nó khác với là những tiểu bang khác như Florida hay là mấy cái bang mà gần sông hồ nóng ẩm đâu á, mình khí hậu mà sa mạc mà thì mình nóng mà nóng khô nha. Cái này á là y hệt như là mình bị nướng lên cái nhiệt độ 100 độ F vậy. Nó rất là nóng mọi người. Nướng là mà không có hơi nước luôn. Tại vì mấy cái bang khác á như Florida nóng mà nóng ẩm nó có hơi nước thì lá cây nó không có bị cháy cái kiểu này nha. Nó nóng mà ẩm nó còn phát triển tốt nữa. Còn cái này là nóng khô rang luôn thì nó cháy nha mọi người. Nó bốc cháy về luôn nè, như là cháy luôn. Đó, tùy theo ánh sáng á, nó tập trung nó chiếu chỗ nào mà nó cháy chỗ đó nha mọi người. Thì cô chú anh chị nếu mà có cái màn che đồ chẳng hạn vậy là kéo vô gần nhà có patio che thì nó rất là tốt nha. Nhưng mà mình để cây nó stress nha, không có thích che chắn gì, để coi nó cây nào tốt nha mọi người. Thì do mình cũng kéo gần mấy cây lại với nhau á thì mình mình nghĩ là nó cũng bị ảnh hưởng một ít thôi, nhưng mà rất là nhiều cây xoài bị vàng lá nha mọi người. Mình sẽ quay cho cô chú anh chị xem nha. Đó, thế là cái ổi nè, cái ổi tưới đậm lắm nha mọi người, sáng tưới nè mà nó đụng không khí quá nóng á dập là đây. Là ổi thái ruby không hạt nha mọi người, trái nó còn nè, hơi nó chưa rớt nhưng mà lá nó dập. Mà mọi người thấy đất không, đất nó ẩm nè, rất là ẩm luôn, nhưng mà nó không chịu nổi cái hít này nè, một lát mình phải tưới phun sương lên nó. Còn cái này là cây ổi pineapple khoa và cô chú anh chị thấy nó cháy lá không, man, cháy lá kinh khủng luôn á, cháy cái kiểu này anh không biết sao luôn á. Cái chuyện gì thấy không, đụng tới là rớt à, nó cháy nè, cháy khô luôn á, mà tưới ẩm luôn mà không hiểu sao nó cháy dữ á. Tùy cây nó rất là nhạy cảm với lại thời tiết nóng nha mọi người. Cái này ra lá non mà nó cũng cháy luôn. Thật ra cái này nó không có chết nhưng mà nó cháy tùm lum lá, nhìn nó kỳ mọi người đó.
Đây là mảng cầu nè, cháy luôn. Mảng cầu mễ thế mà cháy luôn. Còn cái này nè, ổi nữ hoàng nè, cô chú anh chị thấy không? Mình để cái dĩa lót ở đây nè, cho nó hút nước vô nha, có dĩa lót nè. Mà nó phản ứng nó cũng rất là nhạy cảm luôn, nó cháy luôn. Cây quýt, cái su này thì không có bị cháy. Cũng để cái dĩa nè mọi người. Đó, đang đậu cháy nè, mình để cho nó giữ độ ẩm á. Thấy nó bị cháy lá trên ngọn thôi, nhưng mà không có bị nhiều như mấy cây xoài đầu hoa với mấy cây ổi pineapple khoa và này. Còn nó cháy lên màu giống là màu da cọp luôn. Mấy cái này nó cũng hay là nó hút ẩm mọi người, nhưng mà nó cũng có cái bất lợi á, mọi người biết gì không? Trồng cây nhiều quá mà để mấy cái này xuống á, mũi mọi người lăn quăng nó đẻ dưới đây cái nó lên mũi cái nó cắn mình mọi người. Nó cắn đau lắm luôn á. Nó tùm lum loại mũi hết á. Ồ chiều chiều á là mình chạy luôn á. Mình phải khi mình tưới nước á phải mặc quần áo tay dài á, chứ mấy cái này nó ra lăn quăng mọi người. Nó cắn mình nha. Đây là cây mãng cầu AP3. Mình gọi nó AP3 đi ha. Khi mà có trái này mình có thử với một vài người review cái AP3 này cũng nhiều lần, ăn ngon mọi người, nó khác với AP2. Đó. Trái nó lớn rồi nè, mấy trái mãng cầu vườn mình trái nó bắt đầu nó bự bự như trái banh tennis luôn đó mọi người. Tình mình để ít trái á thì nó lớn, mấy cái trái nó lớn khá là lớn. Lớn màu lắm. Chú anh chị thấy không? Cây Saboche nè. Hình như Saboche nó chịu nóng được mọi người. Đây. Trời ơi, trái nó khô nó mớp luôn. Này không phải là trái nắng bị mớp mà là không biết sao nữa. Đây, Molik nè. Cũng lớn rồi mọi người, nó bự bự rồi. Nó bắt đầu lớn ra rồi, sắp sửa Saboche thường thu hoạch tháng 10 nha. Nó nóng lên chừng mấy tháng nữa là thu hoạch trái được rồi mọi người. Đây là mấy cái trái Saboche Silaswood của mình nè. Nắng lên nó càng phát triển mạnh mẽ nha, nó phát triển rất là tốt. Saboche nó chịu nắng nóng lắm mọi người. Giờ mình nghiên cứu ra mình thấy mấy cái loại chịu nắng nóng là Saboche, nhưng mà phải tưới nước đầy đủ cho nó, chứ mà không có tưới nước đậm á nó cũng chịu không nổi luôn nha cô chú anh chị. Đây, mọi người thấy không, bây giờ em tưới dưới gốc ổi nè, ổi xá lị thôi đó, nó đang đậu trái á mà nắng quá nó cũng bị cháy lá, mình mà không tưới nó bị cháy lá nha mọi người. Đây, đậu trái cũng khá là nhiều nên phải cẩn thận nha, tưới càng nhiều thì nó càng tốt nha. Trời nóng thì nó ổi nó thích nè, Saboche thích nè, nhưng mà phải tưới nước thật là nhiều nha mọi người. Là cô chú anh chị thấy không, khi mà trời nóng tưới nước nhiều ổi nó đậu trái khá là nhiều. Cái này thấy ruby nè nha, thấy ruby nè, đậu trái nè, đậu trái nè, ở trên kia cũng có nhiều trái nữa. Cái này là cây ổi gì đó, ruby, Taiwan ruby nè, đậu trái nữa nè. Khi mà mình tưới nước đầy đủ á thì cô chú anh chị bỏ thêm canxi vô á, nó giúp cho bông nó không có rụng nhỉ, đậu thành trái nha mọi người. Nhưng mà phải tưới nước nha, khi mà trời nóng như vậy á nó có bông mà sắp đậu trái kiểu như vậy nè cô chú anh chị thấy không. Mình phải tưới nước thật là đẫm nha, nóng vậy phải tưới mỗi ngày luôn nha. Còn nếu mà cô chú anh chị không có tưới nước đẫm á nó rụng trái nha. Cái đó là cái bí quyết của em thôi, thì em làm vậy nó đậu trái. Còn mỗi người thì có cách nghĩ khác, thì 2-3 ngày tưới lần thì cứ 2-3 ngày tưới lần. Nhưng mà em mỗi ngày mỗi tưới, thời tiết này mà 2-3 ngày tưới lần chỉ sợ lá nó cháy luôn mọi người. Đây nó chịu không nổi đâu, nắng mà nắng khô nó cháy luôn nha. Đây, mấy thái ruby mình chiết á, hình như là nó có rễ rồi mọi người. Có rễ nè, thấy ruby chiếc có rễ nè, cái chiếc cái khúc này ở dưới mà thấy ở đây có rễ chưa ta, cũng không thèm môi luôn mọi người. Dạ mà thấy ruby sao thấy nó mất giá quá, chiếc rồi chắc chiếc chơi á, làm biến môi ra luôn. Có một số có rễ đây coi, có rễ mọi người mà chưa nhiều. Nóng quá. Bây giờ gần 7 giờ chiều rồi mà còn nóng quá nha cô chú anh chị, quá nóng luôn. Ở dưới chân thì bị mũi nó chích nữa. Dạ mà anh chị thấy không, cây trong greenhouse là em mở tét quét ra luôn nè. Bây giờ mà không mở ra là nóng chết cây hết luôn. Em bị chết mấy cây sáng nay rồi. Hình như 2-3 cây á, tại vì hôm qua quên nha, tự nhiên đóng cái màn lại không mở ra, mấy cây nó ở bên gần chính giữa nó chịu không nổi nó chết nha mọi người. Cây này là cây khoái nước cực kỳ luôn. Linh sam gì ta, linh sam sông hinh gì đó mình không biết luôn, cây bonsai nha cô chú anh chị.
cây lớn nè. Cây này là cây bonsai, nó ra bông màu tím nè, nhìn cũng rất là dễ thương nha, đẹp dễ thương nha. Linh sam, linh sam song hình gì hả, linh sam cánh nhỏ cánh lớn thì mình không biết nữa, nhưng mình có một cặp thì phải, đúng rồi, mình có một cặp mà. Đây là linh sam của mình, linh sam nó ẩm ẩm, nó nóng gì nó nở hoa quá trời luôn. Hoa của linh sam nó màu tím đẹp lắm nha mọi người. Linh sam à, bây giờ nó nở hoa nè. Linh sam song hình gì chả biết, ở Việt Nam người ta đặt ra nhiều cái tên ngộ nghĩnh lắm mọi người. Cái này là linh sam, không phải là cái cánh nhuyễn gọi là linh sam hạt gạo, nó khác nữa nha. Ở với anh chị Kim Lê hồi đó có một cây gọi là linh sam hạt gạo nha, thì cánh nó nhuyễn lắm, mà mặt hoa của nó thì nó cũng nhỏ hơn mặt hoa của cánh lớn nha. Thường thường linh sam cánh lớn thì hoa bự hơn, cánh nhuyễn thì nó nhìn nó bonsai thì nó do nhánh nhuyễn nó đẹp hơn, nhưng mà hoa nó lại nhuyễn hơn nha. Thì cái gì bự thì cho hoa bự, cái gì nhỏ thì cho hoa nhỏ hơn vậy thôi. Quay sơ sơ cho quý vị anh chị thấy nè, chưa đến nổi nào nha, vẫn còn xanh nha, vẫn còn một màu xanh xanh nha, chưa đến nổi nào bị te tua nha. Nhưng mà nó vẫn cháy lá, nhưng mà không sao, mảng cầu thì trị nổi, cháy lá thì nó ra lá mới, nhưng nóng quá đó nó mình vẫn bị cháy lá số nha. Xui có một cái là xoài, xoài mùa này nó bị sốc nhiệt nhiều lắm nha cô chú anh chị. Sốc nhiệt này vàng nè, cái thằng này thôi nóng quá rồi, giờ cho nó nuôi trái gì nữa, hái ăn luôn. Cái đây là xoài tượng Đài Loan nha, hái đi, tội nghiệp em nó vàng ché luôn. Cái này xa cát Hòa Lộc thì thấy nó chống chọi được á, mấy cái này thì nó sofa mình thấy nó ok. Còn ở trên này nữa là mọi người thấy gì không, đẹp không, cái chùm Dr. White của mình rồi nè, một trái, hai trái, ba trái, bên kia 4-5 trái luôn. Đây, đây cũng khá khá Dr. White ăn, bây giờ nó lớn lắm nha cô chú anh chị, bây giờ nó lớn như trái banh tennis rồi. Đây mảng cầu Dr. White thì nó chín trước nha, so với mấy cái mảng cầu Atimoya mà ăn cũng ngon lắm, trái lớn nha, ăn thơm ngọt, nhiều flavor lắm. Mảng cầu mễ Cherry Moya thì nhiều flavor hơn là Atimoya. Mấy cây mình trồng trong chậu á, thì đặc biệt là phải tưới nước thật là nhiều nha, mỗi ngày đúng không cô chú anh chị. Mình nhãn của mình á, mình quên tưới nước tại vì mình bận làm á, nó rụng hết trái luôn, còn lại leo que mấy trái à. Men năm nay á, chắc phải mua vài cây nhãn ăn trái quá mọi người, chứ cứ ra nè. Cái này là cành non mới, giờ là xong phim luôn rồi, ra cành non mới nè, nhưng mà bị rụng trái, mình thấy là xong phim rồi đó. Năm nay là bị không có trái nhãn để ăn luôn, hồi bữa nó ra được hai chùm, xong rồi nóng quá, nóng kiểu này nè, nó rụng lá rồi rụng trái luôn, bực mình. Mình trồng cái chậu cũng lớn lắm, trồng chậu 25 galon mà gốc to đùng như vậy nè, quá bực mình luôn. Đây là ổi tím à mọi người, ổi mã lai tím nè, đây nó đậu trái luôn nha cô chú anh chị, nó đậu trái luôn nè, đây nè trái nó nè, đây ổi mã lai tím. Thì sofa nó cũng ok, vườn mình cũng ok mọi người, mặc dù mình ngoài trời không che chắn gì hết nha, nhưng mà nó cũng cháy cháy chút xíu, không sao. Có một số cây nó bị ảnh hưởng hơi trầm trọng hơn số cây, nhất là mấy cây xoài của mình bị rụng lá nhiều, bị te tua nè. Thì xoài là một thứ khó chơi nha, nếu cô chú anh chị không có kinh nghiệm chơi xoài á, đừng có chơi mấy cái xoài mà giống lạ nha. Đó là chia sẻ của mình nha, chơi mấy cái xoài Valencia Pride hay là mấy cái xoài nào mà dễ trồng á mọi người, Mahajanuk hay là mấy cái xoài trồng từ hạt, xoài cốc đều là dễ trồng nhất nha. Nó rụng nè, qua trời nhánh tàn gì tầm lum hết. Đây, đây nó vàng luôn nha mọi người. Đây cây sabuche, quên cây sabuche này mới tặng phẩm. Quên cây sabuche cái. Đây là cây sabuche Alano 25 galon nè. Bữa mình đem giao cho khách á, nhìn chị Kim nhờ giao á. Nhưng mà cô chú chị biết gì không? Tại vì mấy cái vườn cây lớn á, họ giao cho chị á, cũng tội nghiệp chị mọi người. Cây tét như vậy nè, tét te tua như vậy luôn mà nhiều cây quá chị không thấy á, tét hơn nửa cây á, thì khách nhận được họ trả lợi nha. Thì mình nói với chị là nhờ mình sẽ bán giùm, nhưng mà chỉ giá rẻ cho mấy cái khách của San Diego chẳng hạn, nhưng mà chị nói là thôi đi cứ giữ lại, đi cứ giữ lại chăm cho nó lớn hơn chẳng hạn, thì chị nói tặng mình. Nhưng mà đó thì cảm ơn chị Kim luôn, thì cũng mình kiếm cái gì đó mình tặng lại chị Kim nha, kiếm cây tặng lại chị Kim. Nhưng mà
mấy cái vườn cây đồ, mấy cái chỗ bỏ sỉ lớn á, thì mình không biết sao mà thí dụ họ thấy gì họ vẫn không, họ vẫn làm vậy, không đem cây ra, họ chọn cây khác cho người ta, cho người ta bán lẻ dễ bán à, mình không biết nữa đó. Thì mình thì chắc chị cũng tin tưởng quá đó, nó bị vậy nè, tét nửa cây gì luôn, không biết tại sao nó tét nữa mọi người. Thì người ta cố tình ta kẹp 3-4 cây trúc gì lại đó, rồi kẹp lại vậy luôn. Mà được có một cái là cây Alano này nó nhiều trái, trong chậu 25 ga lông nè. Cây này trên chỉ bán cũng khá là rẻ đó mọi người, mình thấy giá khá là rẻ đó, hình như là 300 một cây à. Mà cây sai trà bá này trong chậu 25 ga lông này nè, gốc nè cũng nửa cầm tay, vậy là quá được luôn á mọi người, mà trái quá trời luôn nè. Cái này ăn trái không mình thấy cũng là đủ vốn á mọi người, tại vì khá nhiều trái nha, khá nhiều trái nè, trái nè, quá trời trái luôn. Đây mình thấy giá mà 300 cây như thế này là quá được luôn á nha cô chú anh chị, trái quá trời luôn. Nó gãy nhưng mà mình dưỡng lại thì sau một thời gian á, mình nghĩ cái này nó sẽ liền vết thương lại thì nó không sao hết nha cô chú anh chị, không sao hết nha. Đây ở trên đây á, nó cũng bị gãy luôn mọi người, mình phải cột lại nè, biết sao người ta giao bị gãy nhiều quá nha. Đây ok, ăn trái cho đỡ đi. Thì mình cũng bỏ cho nó thêm miếng đất á, rồi tưới cho nó chút phân plắc gô thôi, thì hy vọng là nó sẽ mau chống lớn nha. Cảm ơn chị Kim lần nữa nha cô chú anh chị, thấy không, bây giờ mình còn hết thời gian dọn vườn luôn, bây giờ mình có phải thời gian tưới cây với di chuyển cây vào những chỗ nào mà núp nắng nha mọi người. Tại vì mình còn chịu không nổi nữa, cây nó cũng đương nhiên chịu không nổi rồi, mình đi ra ngoài là mình chút mà mình phải chạy vô tại quá nắng nha mọi người, thấy không, cây mận không sóc chăng nè, nó cháy hết lá luôn nè, cháy lá quá trời quá đất luôn. Đây cô chú anh chị, đây là một số cây bị cháy nắng nè, mận không sóc chăng nè, quá trời quá đất luôn, nó cháy quá trời cháy, đụng đâu là rụng lá mọi người. Nên mình thấy ghê không, phải bỏ vào chỗ mát nha cô chú anh chị, cho nó vô ICU nghỉ dưỡng dưỡng thương nha, chứ không thôi là mọi người thấy không, cháy khô luôn á, không nhận nắng gì ghê vậy, nắng độc nắng hại nha mọi người, nắng này là nắng mà khô rang đặng cho cháy cây chơi vậy nè. Cây xoài của mình cũng bị cháy te tua luôn, cái xoài lớn, xoài Nam Đốc Mai mình mua cho chị Kim á, lá nó vậy nè, cứ cháy vậy, đụng tới đâu cháy tới đó. Nên mấy cái này á mọi người phải kéo nó vô gần nhà hay là gần mấy cái bóng cây lớn nha mọi người. Thì mình cũng cây kha khá, mình cũng không biết kéo chỗ nào luôn á, thì chắc năm sau phải đóng cái đồ về trễ rồi, giờ là nắng rồi lỡ rồi, năm sau phải che chắn cho nó. Tại mình ý cây lớn không bị á, nên không có làm mấy cái tấm ở phía trên che, nhưng mà cần phải che nha mọi người, chứ cháy như vậy là không sao. Cây mận á thì nó hồi phục lại nhanh, còn cây xoài á đừng để cho nó bị cháy lá, rớt hết lá trụi lũi nha mọi người, thì nó khó hồi phục lắm nha. Đó chú anh chị thấy cái giống mà mãng cầu tình yêu này không, mình cắt chuỗi lũi này nó lại la ra nữa, cái giống mà nó mạnh cực kỳ luôn, chắc để năm sau cắt, năm sau lên mấy nhánh lớn, ai cần xay anh mình cắt mình cho mọi người. Mấy cái này là nó lên mọc tùm lum nhiều lắm nha, cắt cho xay anh cho mấy cái thằng tình yêu rồi nè, tình yêu. Oh my god, cái cây bằng hồng sắp chăng nó cháy lá thấy thương luôn, cháy tùm lum hết nha. Bây giờ là phải kéo nó vào chỗ mát thôi, nguy hiểm quá đi, cái cây xoài bị cháy lá đụng tới đâu rớt tới đó, quá bực luôn. Trong khi đó thì em Moon Kunji này nó lại thích nắng mọi người, mình không hiểu sao, tùy loại xoài nha, Nam Đốc Mai đồ, mấy cái xoài Karen Michelle nó sợ nắng, nhưng còn em Moon Kunji này nó thích nắng, càng nóng á mình để gần tường luôn á càng ra đá non, mình không hiểu luôn. Mật độ tưới nước thì cũng như nhau, khó hiểu quá, xoài nhiều loại cũng khó hiểu mọi người, nên ra tới đây luôn nè, đọt non nè, ghê không. Ok, chiều em cũng đi tưới cây đây, chúc cô chú anh chị buổi tối vui vẻ nha. Đây là cây đào về hồi bữa nè, vẫn sống tốt, cây không phải đào về mà đào từ trong chậu ra, mà cắt rễ tùm lum, cây xoài Thái Châm Bồ vẫn sống tốt nha mọi người. So far thì em này vẫn sống khỏe, không sao. Vườn tược thì nắng thì quá nắng á, nhưng mà nó vẫn chưa sao, chưa sao.
đại khái là vẫn còn ổn định được nha, vẫn còn trong tình trạng kiểm soát được. Chừng nào không kiểm soát được thì em sẽ quay cập nhật cho mọi người xem. Lá thì vẫn cháy đó, nhưng mà vẫn kiểm soát được. Ok, bye bye cô chú anh chị. Hi, good afternoon cô chú anh chị. Hôm nay mình lên nhà anh David, bạn của mình cũng ở gần ha. Thấy ảnh ghép ra, mùa này ảnh ghép ra dính rất là nhiều những cái cây mãng cầu Cambodia với Milky nè. Hai loại nè mọi người, đây nè, một cây hai loại nè, rất là tươi tốt luôn nha. Ồ, mà nó đậu trái luôn, đậu trái nhiều nè, trong đậu trái. Cái đó phải xì hả nút luôn mà anh David? Trong đó là loại mới, loại mới à? Ồ, nè, trái nè. Ồ, đậu này luôn anh. Cái này Milky anh. Milky, có cái Milky còn rất nhỏ nhỏ là xì hả nút. Cái này hai giống rồi mọi người, đây cây này cây hai giống nè đó. Cô chú anh chị có nhu cầu á thì alo cho mình để số phone của mình trên màn hình á. Ôi mãng cầu ăn đậu trái chùm chùm luôn, ghê thiệt. Mãng cầu ăn đậu trái quá trời luôn mọi người, trời nắng tranh thủ stop by giờ lành time của mình lên trên ảnh coi. Xì hà nút cây cho ảnh vô trong chậu 25 gallon mà nó trong 15 gallon ảnh bỏ qua nó lớn vậy nè. Còn cái cây này cây gì anh? Cây trồng đường hột trái nhỏ, cả 2 tháng trời trái tí tẹo, trái thanh bỏ. Ủa cái này anh tính lai cái tạo giống mới mà nhờ mà nó ra từ kỳ quá hả? Ừ, nó ra trái nhỏ cho anh bỏ. Đây cây si hà nút nè mọi người, này si hà nút phải không anh? Đậu trái hết nè. Ở đây không phải trái siêu nút, cái đây đậu do Thái hay gì á. Cái này nha, siêu nút. Dạ. Yeah. Cây này cây Úc. Cây Úc. Dạ. Yeah. Úc cũng nhiều trái anh. Dạ. Yeah. Mấy cây Úc mà anh đâu bán đâu hả? Để ăn trái thôi hả? Anh có một cây. Con cây anh để chơi hả? Nhưng mà ảnh có siêu nút với miêu kỳ nhiều mọi người. Đây là mãng cầu tím nè. Mexican gì á, mai mốt nó lên màu đẹp lắm mọi người, thì mình sẽ quay mọi người xem cái hình trái nó nha. Cái giống mình cũng giống mới luôn. Wow. Thế nào anh? Cái này hả? Mà mình xin hành nút mình đâu có chấm đâu không anh? Chấm thì ai có chấm không? Cái mai nè, mai cúc thọ hương ảnh ghép vô gốc mai mễ nè mọi người, nó lên nè. Để coi cái mùa này nó chịu lạnh tốt không nha. Mình nghĩ là nó ok. Còn em để cây mai bình thường á, mai Việt Nam em phải đem vô greenhouse không thôi. Để ngoài trời. Ồ. Cái mai mà anh 7-8 cắm thôi nè. Ở trong từ hạt mà phải không anh? Cái này. Không, cái này anh mua hồi xưa mua của trên Santa Ana bán cái cây nhỏ xíu à, anh trồng 20 năm rồi trong cái chậu. Mùa đông anh để ngoài trời vậy luôn để hả? Để ngoài trời luôn, đúng chứ. Ừ. Nó vẫn ra bông mà ra bông trễ thôi nè. Ra bông trễ thôi. Nó ra tháng 4, tháng 5 chứ không phải ra tháng 2 thôi. Nó 1, tháng 2 nó vẫn ra bông. Nhưng mà ra bông trễ. Nó lạnh đó. Nè Milky của ảnh có trái nhiều mọi người à, có mấy cây có trái nè. Đây nè mà cây gốc cũng lớn nè mọi người, cỡ như ngón chân cái hơn á. Thì đang đậu trái nè. Thì cô chú anh chị nào mà có nhu cầu á, thì thác xa lô cho em. Một cây như vậy á, là 270 đồng nha mọi người. Đây mấy cây lớn á, mấy cây Milky lớn à. Thì ai chưa có giống Milky á, thì alo hả, thác message em nha. Nè, trái nè. Mấy cây Milky của anh đậu trái cũng nhiều. Còn có những cây mà gốc to đó, anh không có chấm bông á. Này nuôi cây á, gốc to gì nè. Mà nó rất là tốt nha, xum xê nha. Nó không có trái nhưng mà tại vì anh để cho nó phát triển tốt hơn á thì nó vậy. Anh có khoảng 6-7 cây Milky. Thì ai có chưa có giống Milky lớn á thì alo cho mình nha. Milky luôn ha anh. Dạ. Khỏe lắm nha mọi người. Thì cây của anh trời nắng chói chang vậy nè. Nay ở đây là San Diego gần 100 độ rồi mà nó rất là tốt ha, không bị cháy lá gì. Cái cây Milky với cây Sihanouk em thấy nó mạnh lắm anh, nó không có bị gì hết ha. Trời về mà nó chang chang về nắng gì mà không sao á. Cây Sihanouk nó hơi nắng nắng xíu rồi cũng ok.
Ủa đậu trái nè, trái bự. Ủa trái bự luôn á. Cái rất là lớn luôn mọi người, cái xe nút nè. Rồi ngày mai chở nó xe. Ủa anh bán cái này hả? À, ai cũng thích trái hết à. Chị. Nhưng mà anh còn vài cây xe nút nó còn trái mà chưa có người mua phải không? Bán được phải không? Có. Còn vài cây phải không? Trái không bự thôi. Dạ, thì từ từ nó bự. Thì hôm nay mình lên mua ủng hộ anh Định hai cây Thái Long Green mọi người. Tại Thái Long Green ở nhà ảnh là cái cây giống nó chuẩn á, nên mình tin tưởng tuyệt đối mình mua vậy mình chắc cú á. Mình bao giống. Thì cây này ảnh bán rồi, hôm nay mình mua không được cây này nha. À, còn lại cây này nè, tôi chú anh chị muốn chốt thì chốt nha. Mặc dù nó không phải quá lớn nhưng mà nó đúng giống nha mọi người. Thì những cây Thái Long Green này nó đúng giống nên mình an tâm nha. Ảnh ưa mảng cầu nè, quá trời luôn. Cái này là tự xử luôn. Tự xử luôn, khỏi tốn tiền mua gốc ghép luôn hả anh Định. Mà nó lớn màu á. Cái nào anh? Cái này 6-7 tháng anh? Cái này khoảng 4-5 tháng. Lứa này 4-5 tháng anh. Ừ. 4-5 tháng mà tươi tốt ha. Không, này cũng kiên nhẫn lắm, em không có kiên nhẫn. Em bỏ 25-30 đồng mua cái cây rootstock cho em không kiên nhẫn. Anh kiên nhẫn hơn em nhiều. Thì cứ để đó. Để đó ra phun. Ủa cái cây này cây gì anh? Cây là cây ghép mỡ. Ồ, vô thái xanh, vô thái xanh. Ủa cái cây mảng cầu sim anh làm gì vậy? Mảng cầu sim không, anh ghép mở lên á. Gì vậy? À, anh ghép vô gì vậy? Gốc mễ. Gốc mễ hả? Ờ cũng tươi tốt quá nè. Hôm em nói là đến mùa đông chết á. À, anh thử thí nghiệm đi. Nó có thể nó không chết mà nó rụng lá hết trơn à. Nó không chết, chuyện chết nhánh mảng cầu sim thì mình... Thì anh thăng thử thí nghiệm để mùa đông coi sao. Ồ, quá trời luôn. Cái mận này mận gì á anh Định? Mận đó là mận ăn thái dưới bờ đó. Ờ, còn nữa hả? Cây này là cây có cái em kiếm đặt rồi mình chưa là lấy thôi. Ờ. Cây này 2 năm rồi. Cũng là lứa, là cái lứa của em hồi bữa đó. Lứa trước của em. Trước của em nữa hả? Ừ. Trước của cây kia nữa hả? À, hàng chị nó tốt mà. Hết dưới bò rồi hả? Còn mấy vài cây kia luôn hả? Còn mấy cây nhỏ bữa anh cắt dục dục khúc khúc đâu rồi? Bên đây mà. Có còn sống không? Ờ, bên đây còn. À. Nó cũng phát triển mạnh lắm. Cái này mình mua chủ yếu là đúng à. Giống á mọi người. Đúng giống thì mình an tâm. Đúng giống. Bốn cây nhỏ. Đúng giống thì mình an tâm. Đó, ai có nhu cầu thì alo mình chứ. Mà ai cũng nói vú bò mà mốt nó ra vú dây nướng nữa khổ nữa. Thì các anh em mua hai cây vú bò, cái cuối cùng ra cái mặn gì Green Day mạnh bất minh thiết mua chợ trời của anh West á. Bà nội kêu nói ô cái này vú bò ngon lắm, chỉ hình trái mình vú bò xong bà bán hai cái cây mình. Lúc đó nó cũng không có lớn mà trồng 2 năm sau mới nó đậu được trái, xong đậu được trái xong nó ra đây mình Green Day mình vú bò gì mặn trái cục ngủng mà thấy là chết quất rồi. Cái cây vú bò lúc nó ra lá nó hơi cục cục vậy. Nó cũng thẳng, nó cục cục vậy. Yeah. Cái này bị hàng xóm cắt cục 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 xuống hả? Ừ. Mấy nhánh cục cục xuống. Về nuôi lên chút gì hả? Ừ. Cái này có lẽ lắm, cho vô chậu 15 là nó bung lên dữ. Lớn à? Ừ, lớn rồi. Ra vậy là ok. Lá dứa anh có hết à, thì cũng có chút đó. Cây này là cây gì vậy anh? Ô, anh chốt order cũng nhiều lắm mà. Giống của anh Định cũng chính xác đúng giống mọi người. Tại những giống này mình biết rõ nguồn gốc hết nha. Không có sợ. Mấy anh ai mà chọn cây Thái Long Green này đẹp ghê. Ồ cây này người ta mua chưa anh? Ồ cái mua rồi hả? Cây xe nút à? Cho xe anh lấy hả? À. Cây này chắc chưa mua hả? Cây gốc nhỏ hơn. Ồ. Mình ghép cũng nhiều. Cây này xe nút luôn hả anh? Ồ. Okay.
Nho thân gỗ của anh có trái chưa? Chưa có trái, 3 năm rồi. Ồ, cái này là ổi đặc biệt của anh, là trái lớn lắm luôn á, mà năm nay sao không thấy trái anh? Đó, nhiều lắm em coi rồi. Nhưng mà trái còn xanh nhỏ nhỏ, thế nè. Ồ, ok, ok. Trái còn nhỏ không thấy. Ồ, năm ngoái là em lên như là tới tháng 11, 12 nữa hàng chi. Nè, cái thái long green của anh nè. Ủa năm nay anh có ghép Giant Sugar hả, Gold Giant gì không anh? Hả không? À, đây là cái thái long green nè mọi người, vú bò ăn thái nè. Các bạn trồng mận á, mình trồng cặp sát vô nhà gì nè, nó tránh được gió ha, nó không có bị rụng trái, với lại nó phát triển rất là mau luôn. Mận nó thích mà mát mát mà nó không có bị gió nhiều nha mọi người. Nó ghét gió lắm. Đây vú bò nó đậu trái nè. Ủa mấy cây anh chiếc anh không cắt xuống rồi, nó hư luôn rồi anh Định ơi. Không, cái đó là 2 năm, 3 năm, năm rồi rễ anh chiếc thì anh cắt. Nó hư rồi, mấy anh nó hư rồi. Mấy này mấy cái mà anh lấy cái thang anh leo nên chiếc ở trên luôn đã lắm anh. Ừ, anh chưa, đã. Anh chưa thầm là anh mà không, lắm. Anh mà không chiếc nhanh cái thằng hàng xóm qua nó cắt của anh. Ồ, mà thấy anh đầu tư chơi trộn trăm gà lông quá trời. Nó nhiều lắm anh ơi. Ừ. Oh God. Cái này anh phải cho tiền nó cho nó, mày đừng có cắt đồ của tao. tao kiếm ăn. Anh cũng khá nhiều anh lúc thời gian chiếc mà cây này lớn lắm luôn á, cây vú bò ăn thái này nè, gốc mà chà bá khủng ở đây luôn đó. Đây là cây mẹ nè, cây giống mà mọi người. Sao khu anh nên trời mát à, khu của em nhìn nóng ghê luôn, ngay cái núi luôn á. Bên đây nó mát, bên kia nó nắng. Đó thì mọi người có nhu cầu mua mấy cây mãng cầu lạ Sihanouk với lại Milky chứng giống thì alo cho mình tiếng nha. Ảnh cũng có một số mận vú bò ăn thái, những cây này những cây tuyển không nha mọi người. Ok, cảm ơn cô chú, anh chị, các bạn đã theo dõi video nha. Nếu thích video cho một like, đăng ký kênh và chia sẻ mọi người. Ok, bye.